Câu nói, một bức ảnh có giá trị hơn cả ngàn ngôn từ luôn đúng. Một chiếc ảnh già có khả năng chạm đến cảm xúc những người khác ở nhiều cấp độ khác nhau, theo cách hiệu quả hơn cả những bài viết hùng hồn nhất. Dưới đây là một số bức ảnh lâu đời nhất trên thế giới. Những bức ảnh này có khả năng cung cấp cho bạn một cái nhìn khác về lịch sử và cách chúng ta nhìn thế giới. Ảnh được ghi lại lâu đời nhất. Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi nhìn bức ảnh này. Hình ảnh này có thể không hiển thị nhiều, nhưng nó được biết đến là hình ảnh lâu đời nhất trên thế giới và được chụp bởi Joseph Nifernefsi bên ngoài một trong những cửa sổ nhà của ông nằm ở Saint-Louis-de-Varennes, Pháp. Bức ảnh được chụp vào năm 1826, giai đoạn sơ khai của máy ảnh. Nefsi đã phát triển kỹ thuật ghi lại những bức ảnh nhưng có chất lượng thấp, tốn chi phí. Các kỹ thuật nhiếp ảnh hiệu quả hơn đã được phát triển khi Nefsi hợp tác với Louis Daguerre vào những năm 1830. Những kỹ thuật này sử dụng khói, thủy ngân và tấm iốt và được đặt tên là daguerreotype. Trong ảnh là Louis Daguerre, một trong những người cha đẻ của máy chụp ảnh. Bức ảnh các bạn đang xem được chụp vào năm 1837, hiển thị các phô thạch cao. Đây là một trong những hình ảnh sớm nhất của thế giới từng được biết đến, được chụp bởi Louis Daguerre, trong khi sử dụng kỹ thuật soạn xuất của mình được gọi là daguerreotype. Kỹ thuật này được ông giữ bí mật cho đến năm 1839. Ảnh này được Louis Daguerre chụp vào năm 1838, ghi lại khung cảnh khu nhà của ông. Các kỹ thuật daguerreotype cho hình ảnh chất lượng tốt hơn. Tuy nhiên, quy trình này bao gồm thời gian phơi sáng rất lâu và làm cho việc chụp các vật thể chuyển động hoặc con người trở nên khó khăn. Bức ảnh này chụp vùng Boulevard du Temple nằm ở Paris. Hình ảnh được chụp vào năm 1838 bởi Daguerre. Và nếu bạn nhìn gần ở góc dưới bên trái, bạn sẽ thấy một người đàn ông đang đánh bóng giày có một nhân vật khác. Ảnh tự sướng lâu đời nhất. Mọi người chỉ bắt đầu chụp ảnh tự sướng trong những năm gần đây. Tuy nhiên có vẻ như có một nhiếp ảnh gia người Mỹ đã đi trước xu hướng này và chụp bức ảnh tự sướng đầu tiên vào tháng 10 năm 1839. Tên của ông là Robert Conradius và bức ảnh được chụp như một bức chân dung tự họa. Tại sao những hình ảnh đầu tiên rất ít chụp người? Nhiều người có thể tự hỏi tại sao không có nhiều bức ảnh chụp người khi máy ảnh lần đầu tiên được phát minh. Lý do chính là kỹ thuật daguerreotype với đặc trưng cần một thời gian dài tiếp xúc. Điều này làm cho việc chụp ảnh của một người trở nên khó khăn vì họ sẽ phải đứng yên bất động trong thời gian dài mới bắt được ảnh. Bức ảnh các bạn đang xem được chụp bởi một nhà sử học và nhà khoa học người Anh tên là William Draper, nhiếp ảnh gia chụp vào năm 1840 và được biết đến như một trong những nỗ lực sớm nhất được thực hiện để ghi lại hình ảnh của mặt trăng. Đây là hình ảnh kỹ thuật daguerreotype sớm nhất chụp một tổng thống Mỹ đang ngồi. Ông là William Henry Harrison. Vị tổng thống qua đời vào ngày 4 tháng 4 năm 1841. Cái chết của ông đến sau khi nhậm chức chỉ trong 30 ngày. Lý do cho cái chết của ông là một trường hợp có thể bị viêm phổi. Hình ảnh studio lâu đời nhất của một tổng thống Hoa Kỳ. Hình ảnh này chụp John Quincy Adams, từng là tổng thống Hoa Kỳ giai đoạn 1825-1829. Bức ảnh được chụp vào tháng 3 năm 1843 bởi Philip Hess trong studio của ông ở Washington DC. Hình ảnh đang xem là Abraham Lincoln sau khi ông được bầu từ tiểu bang Illinois vào Quốc hội Hoa Kỳ. Nó được chụp giữa năm 1846 và năm 1847 khi nghị sĩ đắc cử ở tuổi 37. Hình ảnh được cho là của nhiếp ảnh Nicholas Tepper trong Thư viện Quốc hội. Hình ảnh kỹ thuật số lâu đời nhất. Phần lớn các hình ảnh chụp ngày nay là ảnh kỹ thuật số. Tuy nhiên, thời sơ khai điều này không phải lúc nào cũng được thực hiện bởi chụp ảnh kỹ thuật số lúc đó không cho ra hình ảnh đẹp như kỹ thuật daguerreotype. Có thể do kỹ thuật chưa đáp ứng và đây là hình ảnh kỹ thuật số đầu tiên và lâu đời nhất. Bức ảnh kỹ thuật số này được chụp vào năm 1957. Đây là hình ảnh màu lâu đời nhất thế giới, được chụp vào năm 1862, được ghi nhận do James Clerk Maxwell chụp. Tuy nhiên, lúc chụp trong máy ảnh đã được nhấn bởi một người đàn ông có tên là Thomas Stoughton. James là một nhà khoa học người Scotland và Thomas là một nhà phát minh chịu trách nhiệm cho việc tạo ra các máy ảnh SLR. Ngày nay, chúng ta thấy một sự gia tăng đáng kinh ngạc của các nhiếp ảnh gia trên không nhờ máy bay không người lái. Tuy nhiên,
chụp những bức ảnh như vậy khó khăn hơn rất nhiều và được coi là gần như không thể trong giai đoạn thời gian từ giữa đến cuối những năm 1800. Bức ảnh này được chụp trên kinh khí cầu bởi James Wellesley Blunt vào năm 1860. Bức ảnh trong một đoạn tin tức đầu tiên được chụp vào năm 1847. Người đàn ông xuất hiện trong ảnh cùng với nhiếp ảnh gia đều không biết được rằng hình ảnh đặc biệt này là lý do dẫn đến một sự thay đổi lớn trong cách đưa tin tức đến với công chúng sau này. Tổng thống đầu tiên được chụp một bức chân dung là John Quincy Adams và được chụp vào năm 1843. Mỗi tổng thống Mỹ đều có được một bức chân dung chính thức. Tuy nhiên, các tổng thống từ George Washington đến James Monroe chưa có cơ hội để được chụp ảnh, tất cả chỉ được phát họa tay. Đây là một tấm ảnh mang tính chất chơi khăm đầu tiên của thế giới. Hình ảnh này được chụp bởi Joseph Sutton vào năm 1839, đó là trung tâm High School Philadelphia nằm ở Pennsylvania. Sutton là một nhà phát minh và chụp ảnh nghiệp dư như một sở thích. Bức ảnh ghi lại trường học trên đường Juniper và Walnut, và đây được xem là một trong những bức ảnh đầu tiên được chụp ở Hoa Kỳ. Ảnh truyền tin chiến trận đầu tiên. Trận Antietam diễn ra vào tháng 9 năm 1862 tại Maryland. Trận chiến đã gây ra thương vong khủng khiếp ở cả hai bên trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Hình ảnh mô tả những người lính liên minh đã chết trên chiến trường, và những hình ảnh như thế này được sử dụng để thông báo cho mọi người ở xa về những gì đang xảy ra. Các kỹ thuật chụp ảnh mới đã được giới thiệu, có nghĩa là kỹ thuật daguerreotype đã trở nên lạc hậu. Bức ảnh lập thể này được tạo ra bởi Alma Pilos, cho thấy hai bức ảnh được chụp từ các góc hơi khác nhau, mang lại hiệu ứng 3D khi hai ảnh được xem cùng nhau. Trong ảnh là pháo đài Sumter. Hình ảnh này ghi lại cảnh một con đường có các chướng ngại vật được tạo ra nhanh chóng xung quanh Rue Saint-Maur nằm ở Paris. Hình ảnh này được chụp vào ngày 25 tháng 6 năm 1848 trong cuộc nổi dậy khởi nghĩa Pháp năm 1848. Đây là cuộc nổi dậy của công nhân chống lại chính phủ Pháp, những người đang cố gắng cắt giảm một dự án công trình công cộng. Hình ảnh này mô tả một vị tướng người Mỹ tên là John Wu cùng với các binh lính của mình đi qua Saltillo, Mexico. Nó được chụp sau khi quân đội của ông chiếm được thành phố trong cuộc chiến tranh Mỹ-Mexico. Cuộc chiến này diễn ra từ năm 1846 đến năm 1848, nhưng hình ảnh được chụp vào đầu năm 1847 là một trong những hình ảnh lâu đời nhất về cuộc xung đột của con người. Đây là hình ảnh nhật thực đầu tiên được ghi nhận. Johann Bukowski chụp ảnh ở phổ tại Đài Thiên văn Hoàng gia ở Konnenbos. Nó được chụp ngày 28 tháng 7 năm 1851. Kỹ thuật daguerreotype được sử dụng để chụp bức ảnh này vì các phương pháp khác gặp khó khăn khi chụp ảnh nhật thực. Hình ảnh này cho thấy một cuộc meeting lớn có tên gọi Chartist tổ chức tại London. Bức ảnh được chụp vào ngày 10 tháng 4 năm 1848. Phong trào Chartist được thành lập ở Anh và được thành lập để thúc đẩy cải cách nghị viện, cung cấp cho người lao động quyền bỏ phiếu. Ảnh đang xem được chụp vào năm 1842 và là ảnh chụp đầu tiên đền thờ thần Zeus. Nó được chụp ở Athens, Hy Lạp. Những tàn tích cổ xưa này là một chủ đề phổ biến đối với nhiều nhiếp ảnh gia trẻ tuổi mong muốn sử dụng công nghệ mới để nắm bắt quá khứ của thế giới. Hình ảnh đang xem đã sử dụng phương pháp daguerreotype để chụp nhóm bác sĩ đang gây mê cho một người đàn ông tên Edward Abbott. Các thủ tục đã được thực hiện tại Boston và bức ảnh đã được báo cáo chụp vào năm 1847. Chất gây mê là ether. Đây là bức ảnh đầu tiên liên quan đến y tế lâu đời nhất. Bức chân dung này của một người phụ nữ có tên là Hannah Staley đã mất tích và sau đó được in trong cuốn sách năm 1936 được thực hiện bởi Olva Cudby với tiêu đề Gia đình Cudby, lịch sử và phá hệ. Bà sinh năm 1746 và ảnh được chụp vào năm 1840. Hình ảnh này được chụp vào năm 1844 và là hình ảnh đầu tiên của những người uống rượu cùng nhau. Người bên phải có tên là Octavius Hill. Các nhân vật khác là tiến sĩ Cochrane và James Valentine. Có vẻ như thức uống của họ được lựa chọn là một loại bia. Công nghệ chụp ảnh daguerreotype đã tôn vinh vào ngày 2 tháng 4 năm 1845 khi hình ảnh đầu tiên của mặt trời được chụp. Bức ảnh được chụp bởi Léon Foucault và Louis Fayol. Cả hai đều là nhà vật lý người Pháp và nó là một trong những bức ảnh chụp mặt trời lâu đời nhất được ghi lại. Ảnh đang xem
được chụp vào ngày 18 tháng 4 năm 1847 và cho thấy Sangen Antonio bị cắt cục chân. Việc cắt cục chân được thực hiện bởi Pedro van der Linden, một bác sĩ phẫu thuật người Bỉ, và được cho là đã được thực hiện ở chiến trường trong chiến tranh Mexico-Mỹ. Đây là một trong những hình ảnh đầu tiên của một đội bóng Anh từng được ghi lại. Bức ảnh được phát hiện đầu tiên sau khi chụp 135 năm. Trong hình có thể thấy các cầu thủ bóng đá như Jared, Heron, Bambrai cùng với nhiều người khác. Đây là bức ảnh lâu đời nhất được biết đến của tàu USS Constitution với những cánh buồm. Đây được xem là một trong những con tàu buồm đẹp nhất. Ảnh được chụp vào năm 1881 và là hình ảnh đầu tiên của một con tàu biển được chụp. Ảnh đang xem được chụp tại Cannes vào tháng 4 năm 1884. Nó chụp một cơn lốc xoáy và video này nó được xem là hình ảnh lâu đời nhất của một cơn lốc xoáy từng được chụp. Đây là hình ảnh ghi lại sứ mệnh của Ikeda Nagaoki, người Nhật Bản, và các thành viên của phái bộ truyền giáo khi họ đi qua châu Âu và dừng lại ở Ai Cập để xem nhân sư. Bức ảnh được chụp vào năm 1864 và cũng được xem là một bức ảnh tuyệt vời đầu tiên của nhân sư lớn Giza. Quý vị đang xem, đây không phải là chiếc máy ảnh đầu tiên ra đời, nhưng đó là chiếc máy ảnh tạo ra những hình ảnh có chất lượng tốt hơn nhiều. Người phát minh ra chiếc máy ảnh này là một nghệ sĩ người Pháp có tên là Louis Daguerre. Nó được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1839 và là một bước điểm cho các máy ảnh khác. Kỹ thuật chụp ảnh daguerreotype, tức là kỹ thuật một bức ảnh được chụp bằng quy trình chụp ảnh ban đầu, sử dụng một tấm tráng bạc nhạy với iốt và hơi thủy ngân. Máy ảnh Reissy là một loại máy ảnh được đánh giá cao. Tuy nhiên, trước đây những máy ảnh Reissy vô cùng cồng kềnh, nặng và kém hấp dẫn. Song, dần dần về sau máy ảnh Reissy đã được giới thiệu và nó đã loại bỏ được tất cả những hạn chế này. Còn đây là máy ảnh Leica 1, là chiếc máy ảnh nhỏ gọn đầu tiên được trang bị ống kính F3.5 đáng ngạc nhiên, có khả năng quay phim 35mm. Đây là chiếc máy ảnh đầu tiên có ngoại hình này và là nguồn cảm hứng đằng sau cho nhiều máy ảnh phim 35mm khác đã được biết đến rộng rãi. Thương hiệu máy ảnh Leica rất nổi tiếng, được nhiều người ưa chuộng